Không lâu sau khi được Honda giới thiệu, mẫu Winner X2023 phiên bản thể thao đã cập bến đại lý. Phiên bản này gây ấn tượng, với bộ tem cùng màu sắc mới đúng với tinh thần trẻ trung hơn, uy lực hơn. Honda Winner X2023 bản thể thao được lấy cảm hứng từ phong cách phối màu trên mẫu xe CBR1000ZZZ2022, với phần thân xe đỏ kết hợp với phần tem màu xanh trắng khá nổi bật. Vành xe được chuyển từ màu đen sang màu vàng đồng. Yếm xe sở hữu khe gió thiết khí động học tương tự như các mẫu xe mô tô thể thao, phần đuôi được thiết kế thon gọn trông khỏe khoắn hơn. Mẫu côn tay vẫn duy trì tỷ lệ dài rộng cao lần lượt là 2019, 727, 1104mm, chiều cao yên 795mm và trọng lượng 122kg. Mặt nạ trước được sơn đen toàn phần, và quây yếm phía trước xuất hiện dải màu xám. Hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED. Ngoài ra xi nhan sau ở bản Winner 2023 sẽ vẫn giữ, ở dạng tách rời hai bên tạo cảm giác cân đối. Thiết kế dàn áo lần này của Winner X2023 được chú trọng khá nhiều đến tính khí động học. Đuôi xe được thiết kế thon gọn, kiểu dáng siêu thể thao. Toàn bộ trang bị trên phiên bản thể thao đều được Honda kế thừa toàn bộ, từ phiên bản đặc biệt với hệ thống khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB loại A có nắp chống nước hỗ trợ người lái, mặt đồng hồ LCD âm bản và xích có vòng phớt O, xin trên giúp tiết kiệm thời gian bảo dưỡng. Hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key dạng núm xoay có tích hợp tính năng định vị và mở khóa từ xa. Cặp vành vàng đồng ấn tượng. Ngoài ra, hệ thống chống bó cứng phanh ABS vẫn được duy trì ở bánh trước, giúp cho các tay lái an tâm trên mọi hành trình. Xe Winner mới cũng sử dụng vành hợp kim với kích thước 17 inch cùng nan chữ Y cho lực phân bố đều. Winner X sở hữu bộ lốp với kích thước 98x17, 127x17 kết hợp cùng viền màu theo từng phiên bản. Phiên bản thể thao Winner X2023 mới duy trì khối động cơ mạnh mẽ 150cc, DOHC, hộp số 6 cấp, làm mát bằng dung dịch. Xe sản sinh công suất tối đa 15,4 mã lực tại tua máy 9.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng trên phút, giúp người lái tự tin chinh phục mọi cung đường. Theo công bố của Honda cho biết, Winner X bản thể thao không chỉ đem đến sự tăng tốc mạnh mẽ ở giải tốc độ thấp, từ 0 đến 200m chỉ trong 10,9 giây, mà còn vượt mà ở giải tốc độ cao, mang đến sự phấn khích cho người lái. Ổng xả, ô xe Winner X giờ đây được điều chỉnh độ cong 20 độ. Xe trang bị bình xăng 4,5 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu 1,99 lít trên 100km. Mức giá bán lẻ đề xuất của hãng cho mẫu côn tay là 50.560.000 đồng. Với mức giá bán lẻ đề xuất khá cạnh tranh, Honda Winner X bản thể thao hứa hẹn sẽ khiến mẫu xe đối thủ Yamaha Exciter 155 phải dè chừng.